Yêu Môn mỗi ngày lãi hơn 2 tỷ đồng. Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2024 vừa được Yêu Môn Việt Nam công bố với mức lãi gần 410 tỷ đồng, tương ứng mức lãi 2,1 tỷ đồng một ngày, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Yêu Môn mang về doanh thu gần 8,2 tỷ yên, tương đương 1.398 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt hơn 2,4 tỷ yên, tương đương 410 tỷ đồng, tăng hơn 21%. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong tất cả các thị trường Yêu Môn đang hoạt động, vượt cả quê nhà Nhật Bản. Trong số các thị trường nước ngoài, Việt Nam và Indonesia là bộ phận tăng trưởng dương. Nhờ đóng góp của hai quốc gia này, lợi nhuận hoạt động tổng thể các thị trường nước ngoài chỉ giảm nhẹ 1,4%, trong khi Yêu Môn Trung Quốc giảm hơn 15%. Theo Yêu Môn, kết quả kinh doanh khả quan tại Việt Nam bắt nguồn từ hiệu suất mạnh mẽ của các cửa hàng chuyên doanh tại 6 trung tâm thương mại, chưa tính Aeon Mall Huế khai trương hồi tháng 9. Doanh số bán hàng của nhóm này đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Các khách thuê dẫn đầu đà phục hồi là nhóm bán lẻ hàng hóa dịch vụ, ăn uống và rạp chiếu phim. Ông lớn bán lẻ Nhật Bản đánh giá ở mặt bằng chung, tiêu dùng vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, các trung tâm thương mại của họ đã tổ chức nhiều sự kiện hợp tác với địa phương, phát hành phiếu giảm giá để sử dụng tại các cửa hàng chuyên doanh, dẫn đến doanh số bán hàng ổn định. Về dài hạn, Yêu Môn cho biết đang theo đuổi mục tiêu mở rộng tại các thành phố tiếp theo để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Dự kiến, Yêu Môn sẽ mở 3 trung tâm thương mại tại Hạ Long, Thanh Hóa và Đà Nẵng.